Rồi, lần đầu tiên là Thuận xin chào mọi người. Gặp lại mọi người trong cái mùa vụ chim tháng 3 này. Thì bây giờ nó đã vô chính vụ của chích ré, tôm hú với lại một số loại như sâm dung rồi này nọ. Thì bên Thuận đã cập nhật những cái file mới. Những anh em nào năm trước lấy tiếng thì liên hệ lại số điện thoại cũ, không có thay đổi nha anh em. Thì anh em liên hệ số điện thoại để được cái bản mới anh em nghe cảm nhận, thì được anh em mình giao dịch hỗ trợ Thuận thêm kinh tế. Thì hôm nay thì Thuận xin chia sẻ với mọi người, thì bên Thuận là có cái tiếng chích ré hay còn gọi quất biển, quất mắt, quất đen mọi người. Thì cái tiếng này là tiếng mới, tiếng 2020, cái bản này là bản tháng 3. Nói chung là cái bản này là bản mới để mọi người đánh. Ví dụ như mà Thuận bán cho nhiều người hoặc là một thời gian thì nó bị nhờn, thì bên Thuận là chuyên gia cập nhật những file mới. Thì mọi người liên hệ số điện thoại lúc nào có file mới, có chơi Zalo, mọi người thấy file mới thì mọi người ủng hộ Thuận. Thì hôm nay Thuận mở thử cái file này và chèn bài nhạc vô để cho mọi người cảm nhận. Nếu mà mọi người thấy ok thì gọi cho Thuận mở nhạc lên cái. Rồi Thuận mở nhạc, mở loa lên. Thuận dùng cái loa này bỏ tiếng cho mọi người nghe nha. Bỏ vô. Ủa, cái bạn nó kêu vậy nè mọi người. Bạn nó rất là đơn giản, mọi người đánh chỉ cần về đánh mở bát thì khoảng chừng 60 thôi, chép để 30 là được rồi mọi người. Thì cái cách đánh như thế nào thì mọi người liên hệ với Thuận để Thuận chia sẻ kinh nghiệm cũng như là một số cái kỹ thuật cho mọi người đánh đạt được hiệu quả. Số điện thoại của Thuận đó. Tiếng rất là im nha mọi người, tiếng này tiếng mới. Nói mọi người nghe, tại vì còn có nhiều tiếng ở trong cái thẻ, chủ yếu là tiếng chích này thôi, còn một số tiếng kia thì họ sẽ chia sẻ với mọi người sau. Có tiếng chích nó chỉ kêu vậy, chích ré, nước biển nó chỉ kêu vậy mọi người. Tiếng này rất là hay nha, mọi người liên hệ số điện thoại đi để Thuận gửi cái bản mới chèn nhạc qua cho mọi người nghe cho dễ hơn. Rồi, cảm ơn mọi người nha, nó chỉ kêu vậy thôi mọi người. Cảm ơn mọi người rất nhiều.